Dạ alo, dạ xin kính chào quý ông bạn đi đúng chơi của em ha. Thì hiện tại em đang có mặt tại khu biển ở trong khuôn viên Đại Nam nè cả nhà. Thì khuôn biển này đó nó rất là rộng luôn của chú anh chị em. Nó tầm gọi là mấy mẫu đất lận. Nói chung là cái khuôn biển nó rất là rộng ha. Nó có nhiều cái khu, khu từ 2 mét chiều sâu nè, 1 mét 8 nè, 1 mét 6 nè, 1 mét rưỡi nè, 1 mét 4, 1 mét 3, 1 mét 2, 1 mét. Nói chung là 5 tấc ha. Nói chung là rất là nhiều những cái chiều sâu khác nhau. Đó, vì vậy là ngày hôm nay đó thì phải nói rằng là rất là vui ha. Rất là vui khi mà thấy bà con mình đó là về đây rất là đông nha cả nhà. À, cả nhà thấy không? Hình ảnh rất là đẹp ha cả nhà ha. Em đang đứng ở ngoài nắng luôn. Đó, để quay cho cả nhà mình xem ha. Đó, cả nhà thấy đông chưa? Wow, trời có đất đông không? À, em mời cả nhà mình cùng xem video vui vẻ nha. Em đứng ở những góc cạnh trong cái khuôn viên hồ bơi để cho cả nhà mình thấy ha. Hiện tại đó là bên phía Đại Nam đó có một cái thông báo cũng khá là khẩn nha cả nhà. Để em đi qua bên cái chỗ mà vắng vắng tí xíu á, em sẽ báo thông tin khẩn cho cả nhà mình được biết ha, để mà chúng ta được nắm rõ ha. Hiện tại thì ngày hôm nay là Đại Nam đã thất thủ giống như 10 năm trước rồi cả nhà. Số lượng người về rất là đông. Vì vậy là cả nhà mình cố gắng đi theo cái sự hướng dẫn của bên phía nhân viên của Đại Nam, bên phía an ninh, bên phía cảnh sát khu vực cũng như là bên phía công an ha. Cả nhà mình cố gắng là đi theo sự hướng dẫn. Khi mà đi vào đó thì mình đi vào cái cổng bên phía quốc lộ 13 ha. Còn khi mà đi về đó thì đi về bên Lê Chí Dân nha cả nhà. À, chứ mình đi vô lộn xộn, nó không có theo cái hướng dẫn đó thì nó sẽ gây ra cái tình trạng ùn tắc giao thông rất là lâu ha, không có đi được. À, thì ngày hôm nay thì mình thấy rằng cái số lượng người đến Đại Nam á nó lên tới hàng trăm ngàn người của chú anh chị em, hàng trăm ngàn người, phải nói rằng là rất khủng khiếp, rất là đông luôn ha. Một lần nữa thì cảm ơn tấm chân tình của quý ông bà của chú anh chị em mình đã dành cho Đại Nam cũng như là chú Dũng cô Hằng ha. À, cả nhà thấy không, quá đã không, rồi đặt kính luôn á, đập nghẹt luôn á cô chú anh chị em. À, cả nhà mình coi sơn cái nha, em sẽ gọi là đi đi qua bên cái góc máy quay khác để quay cho cả nhà mình xem nha. Đó, Đại Nam đó ha. Đại Nam nói chung là rất là tuyệt vời nha. Đó, không có giống như những cái bọn như là Đinh Lan nói nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy đông ghê chưa. Đó, thấy cả nhà thấy nguyên cái đội người ta chưa. Đó, rất là đông nha cả nhà. Đó, nói chung là ngày hôm nay rất là vui khi mà bà con mình đã đi đến để mà tham quan Đại Nam nha cả nhà. Đó, rất là đông, rất là vui nha cả nhà. Nói chung là dù là miễn phí nhưng mà nhân viên của Đại Nam đó cũng rất là niềm nở nha. Rồi cũng có những anh ngồi để mà giám sát cái hoạt động vui chơi ha. Đó, giống như là cấm nhảy leo trèo này kia của chú anh chị em. Đó, rồi người lớn là phải giám sát những em trẻ em ha nè, cả nhà thấy không? Thấy nhân viên người ta vẫn ngồi người ta canh chừng ha. Chứ không phải miễn phí là bỏ mặc không có ai muốn chơi gì đó là chơi ha. Đều phải có người giống như là giám sát nhắc nhở nếu mà vi phạm nội quy của bên phía hồ bơi ha. Mỗi cái nơi vui chơi nó đều có những cái nội quy ha. Chẳng hạn như là bên hồ bơi đó thì không có được nhảy nè, hoặc là xếp chồng lên nhau nè. Rồi là đứng ở trên bờ nhảy xuống. Đó, rồi đùa giỡn mà nó quá ha, quá cho phép. Còn ở bên chỗ vườn thú đó thì không có được lấy cây này kia để mà chọc phá những cái con thú ha. Nói chung là mỗi cái trò chơi, mỗi cái khu tham quan thì nó đều có cái nội quy riêng nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không?
Quá trời người ta luôn các chú anh chị em ơi. Khủng khiếp thiệt. Có nhà thấy không? Khủng khiếp không? Ồ, có nhà thấy nè. Kính đen luôn á, ở trên bờ đó, ở trên bờ, có nhà nhìn trên bờ đó, kính kính mít người ta luôn. Có nhà thấy hình ảnh này khủng khiếp chưa? Hy vọng là đợt này đó là sẽ có được hàng ngàn tỷ giống như là Đinh Lan nói ha. Đinh Lan thì nói rằng là đợt này đó sẽ có hàng ngàn tỷ tiền từ thiện. Đó. Thì hy vọng là sẽ được như lời của Đinh Lan nói. À, còn nếu không chắc phải Đinh Lan phải bỏ tiền túi ra quá. Chứ hàng ngàn tỷ ở đâu ra, phải không? À, thì mình nếu mà thật sự có hàng ngàn tỷ để giúp cho bà con miền Bắc thì cũng là một cái chuyện rất là vui của chú anh chị em. Thì em xin nhắc lại ha. Em có hỏi bên phía nhân viên Đại Nam đó. À, thì hồi sáng này đã nói rất rõ rồi. Trong các thùng từ thiện đó thì đều niêm phong tất cả các gốc luôn ha. Niêm phong hết. À, và chìa khóa thì bên phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở tỉnh Bình Dương á đã giữ chìa khóa đó. Thì đến cuối ngày đó, chiều đó thì bên phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở Bình Dương sẽ đại diện để mà mở ra để đếm tiền ha, có bao nhiêu rồi người ta tổng kết trong ngày nha cả nhà, để tổng kết trong ngày chứ không phải là để cả tháng trời mới tổng kết nha, tổng kết trong ngày. Và Đại Nam á là hoàn toàn giao hết cho bên phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nha cả nhà, chứ không có ở Bình Dương nha, chứ không có xen vô trong cái vấn đề đó. Vấn đề từ thiện là phải minh bạch rõ ràng ha cả nhà ha, cả nhà cứ yên tâm vấn đề đó. Còn buổi sáng ngày hôm nay đó thì vào lúc 3-4 giờ sáng đó thì người dân đã đến Đại Nam rất là đông của chú anh chị em. Đến 5 giờ sáng là đã kẹt xe hàng chục cây số luôn, từ ngay cái trạm thu phí ở quốc lộ 13 đó của chú anh chị em đến cổng Đại Nam là kẹt xe luôn. 5 giờ mà đã kẹt xe rồi đó. Thành ra là cả nhà hình dung được là cái số lượng người phải nói rằng là nó khủng khiếp của chú anh chị em. Rất là khủng khiếp luôn. Em đang đứng ở cái chỗ mà biển nè, tại vì hôm nay trời cũng khá là nắng ha, không có mưa, không có bão. Hy vọng rằng là tối nay cũng sẽ là một cái ngày đẹp trời ha, để mà chúng ta gặp gỡ giao lưu với cô Nguyễn Phương Hằng. Đó, thành ra là ngày hôm nay khá là nắng, nhưng mà nắng rất đẹp, rất tốt, nhưng mà khá nắng, khá nóng á, làm cho gọi là anh chị em gọi là về hồ bơi rất là đông. Càng nắng thì gọi là người ta lại thích đi hồ bơi nhiều hơn cả nhà ha. Thành ra là cả nhà thấy hình ảnh này quá trời ha, quá trời đông luôn. Đó. Rồi để em đi lên trên mé bờ đó, quay tí xíu cho cả nhà mình coi thử coi đông cỡ nào cả nhà ha. Ở đây là dưới biển nha, dưới biển nhân tạo. Còn giờ mình lên trên mé bờ thử coi giờ này còn đông không nha cả nhà ha. Mời cả nhà mình cùng em đi một vòng ha, ở trên bờ ha. Rồi hồi nãy giờ mình đi ở dưới biển rồi, giờ mình đi trên bờ nha cả nhà. Nói chung là rất là đông, rất là vui luôn. Đó. Cả nhà thấy hình ảnh này là biết gọi là số lượng người yêu mến Đại Nam, yêu mến chú Dũng cô Hằng đến cỡ nào rồi, đúng không cả nhà? Đó. Cái nhà mình xem nha. Nói chung là ngồi ở gốc cây nè, đó, ăn uống nghỉ ngơi nè, nhậu nhẹt nè. Đó. Thấy đông chưa? Đâu giống như Đinh Lan tối ngày ngồi ru rú trong nhà không có chú anh chị em. Đó, cả nhà thấy đông chưa? Khủng khiếp chưa? Đó, cả nhà thấy nè. Quá trời đất. Em đi một vòng ở trên bờ cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà thấy đông cỡ nào? Hàng trăm ngàn người của chú anh chị em. Hàng trăm ngàn người chứ không ít đâu. Vô được tới trong đây là cũng đã đời luôn á. Chứ hồi sáng này là kẹt xe vô không nổi luôn cả nhà. Giờ này mà vô được tới đây thì là quá mừng luôn rồi đó. Cả nhà thấy không? Đó. Cái nhà thấy đông chưa? Dưới đây là biển nha. Dưới đây là bờ biển nha cả nhà. Quá trời quá đất, cả nhà thấy đông chưa? Khủng khiếp người ta chưa cả nhà. Hàng trăm ngàn người cho cô chú anh chị em.
Đó là đông luôn. Đây là em quay qua bên đây cho cả nhà mình xem nha. Đây ở bên ngoài đường, ngoài đây cũng còn đông nữa cả nhà. Đây cả nhà, giờ có đoàn người đi ngoài đây nè. Ở đây là trong khuôn viên của biển nha. Còn ngoài hàng rào kia đó là không có nằm trong cái khuôn viên của biển nhân tạo. Còn ở trong đây á, ở trong mà em chỗ đây em đang đi nè, là khuôn viên của biển ha. Biển nhân tạo thì nó có nhà hàng, thấy không? Nhà hàng, quán ăn đồ ở trong khuôn viên biển nè. Đó. Ở đây là còn khuôn viên của biển nha cả nhà. Còn ngoài hàng rào nè, có nhìn thấy cái đoàn người ta đi nè. Ở trong khuôn viên của biển không á, mà đã đông cỡ vậy đó. Đây nè cả nhà, dòm cái đoàn người ở ngoài ngoài khuôn viên của biển nhân tạo nha. Đây nè. Đó, ngoài cái hàng rào đó là ngoài khuôn viên của biển nhân tạo nha cả nhà thấy không? Đi đông khủng khiếp chưa? À, hồi nãy giờ em đi một vòng á là ở trong khuôn viên của biển nhân tạo. Bây giờ thì em cho cả nhà coi á là ở ngoài khuôn viên của biển nhân tạo nè. Đó, ở ngoài nhà hàng dưới biển nè. À, nhà mình xem nha. Thấy đông ghê chưa? Đó. Đó, nhà con nè, con có đoàn người đi nè. Đó. Lúc từ dưới kia kìa, đứa anh chị em. Đó, lúc từ dưới kia kìa. Nghe thấy chưa? Bây giờ thấy số cái đoàn người mà đi ở ngoài nha. Cái này là ở ngoài khuôn viên biển nha cả nhà. Đó, cả nhà coi nè. Đi lúc từ dưới đó đó. Đó. Đó, đi lúc dưới đó đó cả nhà. À, đây nè, bên đây là bên tay này là khuôn viên biển nha cả nhà. Đây nè. Khuôn viên ở đây nè. Ở đây là khuôn viên biển và nhà hàng nha. À, biển và nhà hàng đó, bên tay trái của em nè. Đó là bên đây là khuôn viên biển và nhà hàng ha, mà nó đã đông mức độ vậy đó. Hồi nãy em đứng quay từ hồi đầu video đó là bên khuôn viên biển với nhà hàng ha. Còn ở đây á là ở ngoài khuôn viên biển nhà hàng. Có nghĩa rằng là người ta đi xuống xem sở thú nè. À, người ta xuống xem sở thú xong rồi người ta đi lên để mà tham gia các hoạt động khu vui chơi đó cả nhà ha. Nó thật sự chứ giờ mà gắn cái máy đây luôn á để cả nhà coi thử cái đoàn người đi gọi là mấy tiếng còn chưa hết nữa. Đi mấy tiếng đồng hồ luôn đó mà còn chưa hết cái đoàn người này nữa cô chú anh chị em. Giờ thấy đông cỡ nào. Đó, thấy đông ghê chưa? Đó. Khủng khiếp. Hàng trăm ngàn người cô chú anh chị em, hàng trăm ngàn người chứ không phải là ít đâu cô chú anh chị em. Quá wow, trời đông luôn. Xe là chạy không được luôn cô chú anh chị em, xe điện á, xe điện là chạy không được luôn. Bây giờ là chỉ đi bộ vậy thôi đó. Chỉ đi bộ để mà đi vô trong thôi chứ còn giờ là thua rồi. Xe điện đâu là thua rồi, thất thủ rồi cả nhà ơi. Đó. Thấy khủng khiếp chưa? Quá wow, trời đông luôn. Ừ.